Vợ con gì mà đánh đá thế gì? Này, chú Ngao đi đâu mà hớt ha hớt hải thế? Bác Sò đi à? Mấy ngày lễ em đi hội họp say sưa suốt, về con vợ nó ghét, nó cầm đòn gánh nó dồn. May là em có võ em chạy kịp chứ không thì... Thấy bảo là vợ chú hiền lắm cơ mà. Cũng tùy lúc bác à. Em ngoan thì cô ấy mới hiền, còn những lúc nát bét thì phiền phức ngay. Chỉ cần một cây chổi trong tay là có thể hô gió gọi mây, thở nhẹ là cỏ cây cũng phải cúi đầu. Công nhận, đàn bà mà nổi cơn tam bành thì cũng không phải dạng vừa đâu. Mà em bị con vợ nó đuổi ra đây đã đành, thế bác làm sao mà cũng lọ mọ nơi này? Tôi trốn. Đấy, đàn ông anh em mình mấy người không sợ vợ đâu. Ra ngoài thì xưng hùng xưng bá, về nhà thì cũng chỉ như chiếc lá trên cành. Chỉ có chú sợ vợ thôi, chứ còn tôi sợ cái gì? Lằng nhằng là tôi chui gầm giường ấy, đố mà tìm được. Trốn ở đây là trốn cố, trốn hội họp ngày lễ. Mệt mỏi lắm rồi. Không đi thì chúng nó trách, mà đi thì về lại phải móc. Đang yên đang lành lại nghỉ lễ, kẻ cũng oải thật. Cứ đi làm bình thường, vất vả một tí nhưng mà thoải mái. Đằng này say lên say xuống, hết đồng niên, đồng tuế, đồng tiền, đồng tâm, đồng lõa rồi, cuối cùng là đồng phiền đến thân. Ôi giời ơi, 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 ôi giời ơi. Cụ đi đâu mà vội mà vàng, kêu oai oái như gà mái xuống ổ thế. Thằng Hầu nhà tôi nó đi liên hoan hội họp về, nát bên, vợ chồng mắng chửi nhau, bát đũa thì cái bay trước cái bay sau. Tôi đứng ra hòa giải, thế là ăn cả cái chậu thau vào mồm. Ôi giời ơi. Như thế là bác ấy không được, dù sao thì cụ cũng là mẹ. Còn ma men nó nhập vào người nên là có biết cái gì nữa đâu. Lý trí theo từng chén rượu cốc bia vào bụng rồi, giờ nó còn biết mẹ là ai. Thôi, cụ cứ ở ngoài này chơi với bọn cháu, chứ về nhà bây giờ vợ chồng bác ấy cãi nhau, khéo lại tai bay vạ gió. Bác Sò nói đúng đấy cụ ạ. Thôi thì đành vậy chứ biết làm thế nào. Còn với cái... Chào chị Hến. Anh Ngao nhà em có sang đây không? Tôi có thấy sang đâu. Ngày lễ chắc là đi hội họp ở đâu đấy rồi. Mấy hôm nay ngày nào cũng khớt khờn khờn, về nhà là nói liên thao liên thiên. Em quạt trong một trận không biết là lại lủn đi đâu rồi. Nói nhiều tốt nhất là cứ tránh mặt đi. Nói qua nói lại khéo lại thành nói dài đấy. Chú ấy nóng máy lên lại múc cho thì khổ. Em có mà cho hai tay hai nắm kẹo cũng chẳng dám múc. Thế bác Sò nhà mình mấy hôm nay có đi tụ tập ở đâu không? Cũng đi một hai hôm, nhưng mà giờ chắc là sợ rồi. Hôm nào về cũng say đứng say ngồi, chắc là chẳng dám đi nữa đâu. Biết hốt như bác Sò là tốt đấy, chẳng bù cho anh Ngao nhà em ai hé môi cũng đi. Nhạt mồm nhạt miệng thế nhỉ. Chắc là chú lại thèm rượu chứ gì. Tầm này thì em cũng chẳng ham, nhưng giá mà có cái gì đút vào thì cũng vui mồm. Cái đấy hai chú cứ để tôi. Ở phố xá còn khó chứ quê mình thì thiếu gì. Đúng là đặc sản quê hương, khế chua ăn với chuối xanh,
chua chua chát chát lại thành món ngon. Mời cả nhà. Ăn vã thế này kẻ cũng thiếu thiếu, giá mà có tí nước dấp môi thì tuyệt. Chú được voi lại đòi tiền, có tiền lại còn đòi đô la, có xe Honda lại còn muốn cả SH cơ. Đây, nước đây thao hồ mà dấp môi. Bố chú ngoài già phải đi chiều mấy đứa trẻ đây. Bà ơi, bà múc nước sông làm gì thế ạ? Bà uống quen nước sông với cả nước mưa rồi. Thế bà đã mua clo xịt chưa? Bà uống quen dạ rồi, con không phải lo. Mà tối đến nơi rồi, về tắm rửa học bài đi chứ, ra đây làm cái gì? Thôi bà đi trước nhá. Nước nhạt quá cụ ạ, giá mà đậm đà hơn một tí có phải là... Được rồi, khác có đậm đà. Này, uống đi xem đã đủ đậm chưa? Đấy. Ôi giời, thế này thì lại đậm quá. Hầu tận mồm lại còn đòi với hỏi. Chú đúng là... Cảnh quê thật là yên bình, không ồn ào náo nhiệt, không tranh giành ganh đua, chẳng lo hơn thua với đời. Hương quê thật là mặn mà. Này Hến ơi, có ai sang rủ tôi đi liên hoan gì không đây? Có đây. Từ lúc anh đi tới giờ, họ cứ lũ lượt kéo vào nhà mình rủ anh đi nhậu, cứ như là đi phúng ấy. Mình ăn nói liên thiên, ai nghèo đâu mà phúng. À, chú Sò đây rồi. Hôm nay là liên hoan xóm, chú tắm táp đi, sang để anh em mình đàm đạo. Mà điện thoại chú để đâu tôi gọi mãi không được. Lại liên hoan à? Ôi giời. Đi ăn uống thôi chứ ai bắt vạ nhà chú mà phải trốn. Bác bảo với mọi người là cho em kiếu đợt này để cho dạ dày nó nghỉ ngơi. Ngày nào cũng uống cũng sơi thì mấy mà đi đời nhà ma. Em sợ liên hoan lắm rồi.